chương 20. Khi sự rối loạn yên rồi, Phao-lô vời các môn đồ đến, khuyên bảo xong, thì từ giả mà đi đến xứ Macedon, người trải khắp trong miền này, dùng nhiều lời khuyên bảo các tín đồ, rồi tới nước Gờ-réc, ở đó 3 tháng. Lúc gần xuống thuyền qua xứ Syria, thì người Giu-đa lập kế hại người, nên người định trải qua xứ Macedon mà trở về. Sô-ba-te, con Biru, quê thành Berê, cùng đi với người, lại có Arita và Sekundum quê thành Therasa Nica, Gayus quê thành Decker và Timotei, Tichikơ và Trofim đều quê ở cõi Asi. Những người này đi trước đợi chúng ta tại thành Troas, còn chúng ta khi những ngày ăn bánh không men qua rồi thì xuống thuyền tại thành Philip. Trong 5 ngày gặp nhau tại thành Troas, rồi chúng ta ở lại đó 7 ngày. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng ta nhóm họp lại để bẻ bánh. Phao-lô phải đi ngày mai, nên người nói chuyện với các môn đồ và cứ giảng luôn cho đến nửa đêm. Có nhiều đèn trong phòng cao mà chúng ta đương nhóm lại. Một gã trẻ tuổi tên là Ơ Tích ngồi trên cửa sổ, ngủ gục trong khi Phao-lô giảng rất dài, và bị ngủ mê quá nên từ tầng lầu thứ 3 té xuống. Lúc đỡ dậy đã thấy chết rồi. Nhưng Phao-lô bước xuống, nghiêng mình trên người, ôm lấy mà nói rằng: chớ bối rối, linh hồn còn ở trong người. Phao-lô lại trở lên, bẻ bánh mà ăn, giảng luận lâu cho đến sáng mới đi. Còn gã trẻ tuổi người ta đem đi thì được sống. Sự ấy làm cho mọi người đều được yên ủi lắm. Còn chúng ta thì đi trước, chạy thuyền đến thành A-sốt, là nơi chúng ta phải gặp Phao-lô. Người đã định vậy, vì muốn đi bộ. Chúng ta gặp người tại thành A-sốt, bèn đem người đi với. Cùng đến thành My-ti-len, rồi đi từ nơi đó, vẫn theo đường biển. Qua ngày mai đến ngang đảo Chi-ô. Qua ngày sau, chúng ta ghé vào thành Sa-mốt. Cách 1 ngày nữa thì tới thành Milê. Vì Phao-lô đã quyết định đi qua trước thành E-phê-xô, song không dừng lại tại đó, e cho chậm trễ trong cõi Asi. Người vội đi, đặng có thể đến thành Jerusalem kịp ngày lễ ngũ tuần. Bấy giờ, Phao-lô sai người ở thành Milady tới thành E-phê-xô, mời các trưởng lão trong hội thánh đến. Khi các người ấy đã nhóm lại cùng người nói rằng: từ ngày tôi mới đến cõi Asi, hằng ăn ở luôn với anh em. Cách nào anh em vẫn biết, tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt, và ở giữa sự thử thách mà người Giu-đa đã lập mưu hại tôi. Anh em biết tôi chẳng trễ nải rao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết. Lại biết tôi đã dạy anh em, hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà này sang nhà kia, giảng cho người Giu-đa như cho người Gờ-réc về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta. Kìa, nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Jerusalem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó. Duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành này sang thành khác, dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giê-xu, để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Hiện bây giờ tôi biết rằng giữa anh em mà tôi đã ghé qua giảng về nước Đức Chúa Trời thì chẳng có một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. Nên bữa nay tôi nói quyết trước mặt các anh em rằng tôi tin sạch về huyết anh em hết thảy, vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bày mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bày đâu. Là giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác, dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ. Vậy, hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong 3 năm, hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra mặt khuyên bảo cho mọi người luôn. Bây giờ, tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời, và đạo của ơn Ngài là giao phó cho đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. Tôi chẳng ham bạc, vàng hay là áo sống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giê-xu có phán rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Phao-lô nói lời đó xong bèn quỳ xuống và cầu nguyện cho hết thảy các người ấy. Ai nấy đều khóc lắm, ôm lấy cổ Phao-lô mà hôn. Lấy làm buồn bực nhất là vì nghe người nói rằng anh em sẽ chẳng thấy mặt mình nữa. Đoạn đưa người xuống tàu